Khá nguy hiểm vào. Và đó là tình huống ghi bàn dành cho các đội bên phía Viettel. Một tình huống tấn công ra cánh phải. Cơ hội cho Long Kiên. Kiên Kiên. Lấy bóng khá tốt. Trần Cao Cường. Căng ngang. Cơ hội. Một cái dành cho đội BV. Đi bóng vào. Căng ngang. Cơ hội. Dứt điểm. BVF đã cân bằng số 2 đều. Có đường truyền về tiếng hai. Rồi tấn công. Treo bóng vào trung tâm vòng cấm. Khá nguy hiểm. Đánh nhau. 3-2 cho BVF. Không khí tại sân bóng đá Long Thành và đội tuyển tại đã quá bùng nổ cảm xúc rồi. Một đường tạt thật sự là quá khó chịu của Lê Huy Việt Anh. Và đó là cảm xúc của bóng đá. Và như vậy thì xin chúc mừng cho chiến thắng của câu lạc bộ BVF U15 BVF trước Viettel. Họ lội ngược dòng tỷ số 3-2 quá ngoạn mục cho trận đấu này.